chào quý vị. Ba đã leo ra tới nhánh phía ngoài rồi. Ở dưới thì đang dọn dẹp dây điện. Sợ cái phần nhánh đó sẽ rơi xuống dưới dây điện. À, có ông mặt nó đã bỏ rồi. Bây giờ sẽ treo cột nhánh phía ngoài và cột phần dây ở phía trong đây để hồi hạ nguyên cái nhánh này luôn. Sẽ sử dụng sợi dây đó để di chuyển vì cái nhánh nhìn khô rồi, rất là nguy hiểm. Ba đã treo dánh ở phía trên và sẽ cưa ở đây. Đây nè. Qua đi, qua đi. Ba sợ chưa có quấn chặt vào thân cây nên đã nhắc nhở đồng nghiệp. Nó lật thì cái nhánh nó rất là nặng nên nó quật qua một bên. Kéo cái nhánh ra khỏi cái bất thềm. Nó bị méo hay bị mí rồi đó. Đã dướng lên mí tôn chút xíu rồi. Rồi. Ồ, kéo gắt gắt. Bây giờ ba sẽ ra ngoài và chơi dây. Cái phần này ngoài này trống nên sẽ cưa đại xuống không cần treo dây. Ba sẽ cưa bóp.
đi rồi đi lùi rất là nguy hiểm, bởi vì không thể nhìn được từ phía sau. Cắt nguyên lóng dài luôn. Xuống dưới rất là lâu rồi nhưng nhánh vẫn còn nhịp. Tiếp tục bò cái phần nhánh kế bên. Cái phần nhánh đó ve dầu trong mí tôm rất là nhiều. Vẫn còn rung rinh. Yeah.
đã dùng tay đẩy ra ngoài rồi. Coi cho nó bằng ở cái đầu phía ngoài cho nó tròn cái cây bồ đề này cho nó đẹp. Giờ cột cái nhánh ở phía dưới trước. Này đang nằm ở phần qua văn của chánh điện. À, đã nắm chặt sợi dây để cho nương cái nhánh đó lại. Thì ba sau khi ba đi vô thì cái nhánh đã nhóm lên một chút. Giờ sẽ cưa bỏ cái nhánh này luôn. Sẽ kéo thêm sợi dây lên để cột cái phần thân này. Hạ nguyên cái phần nhánh đó luôn. Ở phía dưới là cái tượng Phật có mấy cái đầu rồng ở trên. Cái cột hai cộng một chỗ để kéo ra hai bên. Ngon lắm. Thì cái nhánh nhỏ thì ba đã treo qua phía bên kia rồi. Rất là tiếc là bị khuất sáng. Thúc lên. Nhưng mà còn rất là dùng. Chịu không. Dướng lên trên mấy ton luôn. Bây giờ sẽ leo thang lên để cắt nhánh ra bớt cho nó hạ xuống. Giờ sẽ leo lên cắt. Cái ton này cũng rất là lâu năm rồi. Sẽ đứng ở phía trong để cắt, nếu mà đứng phía ngoài á, nó có khi nó bị giục dây thì nó sẽ quơ té xuống luôn. Giờ chú lấy mai cày đã leo lên cưa luôn rồi.
cái mí tôn rất là yếu luôn. Rất là nặng. Vì vậy kê ngay đó nên không có kéo được. Bớt cái phần đầu này để kéo ra. Ở phía dưới là cái thềm nên phải đẩy vào trong. Sư ông đã ra kéo phụ luôn. Từ từ thôi. Chút nữa, chút nữa. Muốn kéo là được, chút bên đây. Đi ra đây nha, đi phụ cho đi. Kéo là được, chút bên đây. Ờ, rồi, rồi. Kéo hả? Rồi, chút rồi, muốn cắt, chút cắt. Kéo hả? Rồi, 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 rồi. Vì cái này là cái sàn rất là yếu, chỉ có phía ngoài thôi, ở trong là trống chứ không có đặt nha quý vị. Rất là gây cắn. Bây giờ sẽ ve mái cài vào và sẽ xử lý. Mời quý vị theo dõi.
xuống được tới đất và được di chuyển. Hẹn quý vị vào video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.